Thưa quý vị, mới đây, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter đã xảy ra tại phía tây Croatia vào hồi 10 giờ 47 phút theo giờ địa phương. Trận động đất này đã gây rung lắc nhiều nước trong khu vực Đông Âu. Giới chức Croatia đã đưa ra cảnh báo nguy cơ về những dư chấn mới có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo. Chấn tiêu của trận động đất này cách Rijeka, thủ phủ của hạt Primorje-Gorski Kotar khoảng 36 km về phía đông nam và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Dư chấn do động đất gây ra được ghi nhận khắp dọc bờ biển Croatia và cả ở thủ đô Zagreb. Trong khi đó, những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại khắp các vùng thuộc miền Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italia, Tây Bắc Bosnia, Herzegovina, miền Nam Áo và vùng cực Tây Nam của Hungary. Truyền thông địa phương cho biết người dân ở vùng gần tâm chấn như tại Rovinj có thể cảm nhận được những rung lắc tương đối rõ ràng, trong khi các tòa nhà cao tầng tại Rijeka được mô tả là đã lắc lư. Nhà chức trách Croatia đang tiến hành đánh giá toàn diện về thiệt hại do động đất gây ra, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, giới chức địa phương vẫn chưa ghi nhận thương vong về người, trong khi thiệt hại về vật chất là không đáng kể. Mặc dù vậy, giới chức Croatia cũng cảnh báo nguy cơ một số dư chấn nhẹ có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Còn tại La Habana, cơ quan địa chấn quốc gia Cuba cũng cho biết đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn là 5,5 độ Richter ở miền đông nước này. Đây là lần thứ hai trong năm 2013, đảo quốc Caribe này đã xảy ra cơn địa chấn có thể cảm nhận được. Đến thời điểm hiện tại, không ghi nhận được thiệt hại về người và của. Trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ 50 phút giờ địa phương, tức 13 giờ 50 phút giờ Việt Nam, với tâm chấn cách thị trấn Maisí thuộc tỉnh cực đông Guantánamo 79,3 km về phía đông nam và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Người dân tại một số thị trấn ở Guantánamo và tỉnh lân cận Santiago de Cuba cho biết đã cảm nhận được những rung lắc tương đối rõ ràng. Trận động đất đầu tiên được ghi nhận trong năm nay ở Cuba xảy ra cách đây 8 ngày, cũng có độ lớn 5,5 độ Richter và có tâm chấn cách khu đô thị đặc biệt Isla de la Juventus 600 km về phía tây nam. Nhiều tòa nhà cao tầng ở thủ đô La Habana cũng cảm nhận được rung lắc. Năm ngoái, Cuba đã ghi nhận 13 trận động đất, hầu hết đều ở miền đông nước này. Cuba nằm trong một khu vực trải từ Cộng hòa Dominica đến Mexico, nơi các hệ thống đứt gãy kiến tạo khác nhau hội tụ và có hoạt động địa chấn đáng kể. Còn tại New Zealand cũng đang hứng chịu cơn bão rất mạnh, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và việc sơ tán đang tiếp tục diễn ra. Thủ tướng New Zealand đã cảnh báo về khả năng có thêm nhiều trường hợp tử vong do bão Gabrielle. Tính đến 14 giờ 30 ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương, 3.455 người đã được cảnh sát New Zealand ghi nhận là không thể liên lạc được. Một số khả năng là bị trùng lặp nhiều báo cáo cho cùng một người. Chúng tôi tin rằng phần lớn những người được coi là không liên lạc được chỉ đơn giản là họ không thể liên lạc được với người thân. Vì vậy, cảnh sát đang ưu tiên những người ở khu vực bị cô lập, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết. Với thiệt hại vẫn đang tiếp tục diễn ra, New Zealand đã yêu cầu Australia hỗ trợ để ứng phó với thảm họa vào sáng ngày 16 tháng 2. Thủ tướng nói, tôi có thể xác nhận rằng NEMA, cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia New Zealand, đã chấp nhận đề nghị giữa các cơ quan với nhau về hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp. Hiện một số cơn bão mới đang đến gần New Zealand với những cảnh báo giông bão nghiêm trọng được đưa ra vào sáng ngày 16 tháng 2 cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia New Zealand MetService đã đưa ra cảnh báo giông bão nghiêm trọng vào chiều ngày 16 tháng 2 đối với các khu vực bao gồm Vịnh Plenty, Gippsland và khu vực Vịnh Hawke. Trong số các vùng đã trải qua tình trạng lũ lụt, thiệt hại về người và tài sản cao nhất. MetService cho biết có các điều kiện rất không ổn định bao gồm mưa lớn và mưa đá. Theo đó, mưa với cường độ như vậy có thể gây ra lũ lụt và hoặc lũ quét, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp. Các lệnh sơ tán mới đã được ban hành vào sáng ngày 16 tháng 2 cho cư dân ở trung tâm Vịnh Hawke. Trong đó, những người sống xung quanh đường Rumpi được yêu cầu rời đi ngay lập tức. Việc liên lạc đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn còn khó khăn. Các nhà chức trách địa phương phải dựa vào các dịch vụ liên lạc tại vệ tinh Starlink từ SpaceX để cung cấp Internet ở một số khu vực. Tính đến chiều ngày 16 tháng 2, khoảng 102.000 hộ gia đình vẫn không có điện trên đảo Bắc, giảm so với khoảng 225.000 hộ vào sáng ngày 15 tháng 2. Khi nước lũ rút đi, chúng đang để lộ sự tàn phá nặng nề với những ngôi nhà bị ngập một phần trong bùn hoặc bị dịch chuyển khỏi nền móng. Những thiên tai thảm họa đang xảy ra liên tiếp ở nhiều nước, Việt Nam luôn tích cực tham gia để cùng với các nước khắc phục, giảm thiểu thiệt hại. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu của sự sống tại tỉnh Hà Thay. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí có nạn nhân của trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu của sự sống. Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, từ sáng ngày 16 tháng 2 giờ địa phương, lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai đội chó cứu hộ và đội công binh cứu sập, tiếp tục tìm kiếm tại xã Hashi-Omer-Apagot thuộc tỉnh Antakya, thủ phủ Hatay. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam, đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại 3 điểm với 6 vị trí. Những điểm này đều nằm tại những tòa nhà cao tầng bị đổ và sập nghiêm trọng. Tại mỗi vị trí, sau khi thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương, Thiếu tướng Phạm Văn Tị chỉ đạo đội công binh sử dụng kìm thủy lực cắt sắt mở đường. Sau đó đưa chó nghiệp vụ luồn sâu để đánh hơi và kiểm tra chéo. Cuối cùng, bộ đội công binh đã dùng thiết bị dò tìm để đánh giá chính xác tình hình. Kết quả, tại 3 tòa nhà ở góc đường Akabli và Perikorotuk, đoàn đã xác định được 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Tại đống đổ nát ở góc đường Basili số 4, đoàn tìm thấy vị trí có 1 nạn nhân thiệt mạng. Tại mỗi vị trí, Thiếu tướng Phạm Văn Tị trao đổi bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục công tác cứu hộ, nhất là 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và sẽ bám nắm thông tin từ phía chính quyền địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn quân đội Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí có nạn nhân của trận động đất vừa qua. Trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu của sự sống. Tinh thần của các thành viên trong đoàn rất tự tin, sẵn sàng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nước bạn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.